Chào mừng thầy và các bạn đến với buổi thuyết trình của nhóm em về chủ đề hệ thống mở cửa tự động bằng nhận diện khuôn mặt. Nhóm em cũng có 3 thành viên và được sự hướng dẫn của thầy Trần Thanh Bình. Và đây là cái mục lục của nhóm em cũng có 6 phần là giới thiệu và mô tả về phần nhận diện, website, control flow, work progress và demo. Thì về phần giới thiệu thì ý tưởng và cái đối tượng hướng đến của chủ đề này là tại vì ngày nay thì bởi sự phát triển của khoa công nghệ thì tụi em nhận thấy rằng nhu cầu ở nhà ở thông minh ngày càng lớn dần, và nhóm em cũng đã khảo sát và nhận thấy chưa có được nhiều sự lựa chọn cho hệ thống cửa tự động trong ngôi nhà thông minh, nên chúng em đã quyết định là làm một cái hệ thống mở cửa tự động mà nhận diện khuôn mặt, là góp phần tạo ra một cái sự lựa chọn tối ưu cho nhà ở thông minh. Và cái mục đích hướng đến là tụi em xây dựng một cái hệ thống kết hợp với ứng dụng web để kiểm soát và quản lý hệ thống một cách tối đa. Thứ hai, về phần nhận diện, do điều kiện dịch bệnh nên chúng em không thể nào thực hiện trên cái máy tính dùng Raspberry, và nên chúng em đã thực hiện trên hệ máy tính hệ Windows kết hợp với OpenCV và Python. Về mặt Python thì nó là một ngôn ngữ dễ đọc, dễ viết và nó có thể cải thiện được năng suất một cách rất lớn. Về OpenCV thì nó có một cái ứng dụng là cái Face Recognition, là cái ứng dụng của chúng em hiện nay. Về phần nhận diện thì quá trình nhận diện được diễn ra theo một cách trình tự như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái dữ liệu trên hệ thống được gọi tắt là dataset thông qua các hình nền và được chụp, hoặc là các hình nền đã được lưu sẵn và nó được cung cấp một cái ID duy nhất hoặc tên của người dùng trong hình đó, và sau đó thì nó sẽ được thêm vào database và mỗi người dùng sẽ có một cái lượng hình nền nhất định mà chúng em đã được khảo sát và thống kê, thì lát nữa chúng em sẽ trình bày. Và hình nền trong dataset sẽ được chia thành nhiều lưới và nó được với sự biểu hiện thông qua thông số X và Y thì nó sẽ thu được các pixel hình nền, và từ đó chúng em sẽ vẽ được cái biểu đồ tương ứng với cái cường độ xuất hiện của một pixel trên lưới, và một biểu đồ sẽ được tổng hợp, đó sẽ được thể hiện được cái hình nền ban đầu. Và khi có một cái input hình nền đầu vào thì camera sẽ ghi nhận và so sánh hai biểu đồ bất kỳ trong một cái hệ thống để thu được một cái hình nền nó gần với cái nền input đầu vào nhất, thì từ đó thì nó sẽ trả biết được cái ID và hoặc tên của anh đó, và thuật toán nó cũng trả biết thêm một cái hệ số là confidence measurement để tính toán độ chính xác. Và từ đó thì tụi em đã phân tích được cái hệ thống nhận diện khuôn mặt này là người lạ người quen để tương ứng với cửa mở hay cửa khóa. Tiếp theo là phần trình bày của bạn Duyên. Về phần thực hiện trang web để thực hiện mở khóa cửa thì đây là phần mở rộng hệ thống của bọn em. Thì ta có thể dễ dàng mở cửa khi có người lạ muốn vào nhà hoặc là người quen không được tích hợp khóa cửa, thì chủ nhà sẽ nhận được một email dẫn tới trang web để thực hiện điều đó. Về công nghệ thì bọn em sử dụng những công nghệ dành cho trang web là frontend, bug làm sạch và cấu trúc HTML cung cấp các tính năng không có sẵn trong HTML thuần túy. Backend Next.js. Next.js là một framework của Node.js dùng để phát triển server-side application hiệu quả và có thể mở rộng. DBMS, bọn em sẽ sử dụng là MongoDB, là top 3 database sử dụng cho IoT. Thì MongoDB sử dụng các tài nguyên dữ liệu kiểu JSON với các lực đồ. Sau đó là kết nối, sử dụng MongoC là thư viện của JavaScript, cung cấp một giải pháp dựa trên giản đồ đơn giản để lập mô hình dữ liệu ứng dụng. Thì qua quá trình học hỏi và kết hợp với kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm thì mô hình MVC được xác định là phù hợp nhất để xây dựng hệ thống mở khóa cửa bằng website. Thì trong mô hình này sẽ có Model View Controller. Giới thiệu sơ qua về trang web. Trang chủ của website đóng vai trò là bộ mặt khi tương tác với người dùng. Thì trang chủ bao gồm một số thông tin như giới thiệu, người sáng lập. Thì khi bạn nhấp vào liên kết Face Recognition hoặc là đăng nhập hoặc là xác nhận người lạ thì trang web sẽ dẫn đến chế độ xem dành cho quản trị viên. Chế độ xem dành cho quản trị viên là chỉ dành riêng cho chủ nhà. Thì trong giao diện này, host có thể xác nhận được người lạ, quản lý đăng nhập vào tổ website, lịch sử truy cập của mọi người và xem một số dữ liệu thống kê của hệ thống. Tiếp theo là phần kiểm soát dòng chảy và độ chính xác cho nhận diện khuôn mặt của bạn Vũ. Thì tại sao mình phải sử dụng MongoDB là thứ nhất, Big Data nhập dữ liệu ở tốc độ cao. MongoDB hỗ trợ lưu trữ và quản lý một lượng lớn dữ liệu tạo ra bởi các cảm biến, sensor,
Thứ hai là kết thúc theo hướng thời gian thực theo hướng sự kiện. Kết thúc theo hướng sự kiện tạo ra một đường dẫn dữ liệu giữa producer, sensor và các cổng trong mạng IoT, giúp cho chúng có thể giao tiếp với nhau và phản ứng trong thời gian thực. Đây là một yếu tố mà nhóm chúng em tận dụng và hướng đến thực hiện tính năng mở cửa cho người lạ. Và là Intelligent Edge, thì thay vì gửi từng bit dữ liệu lên cảm từ cảm biến lên cloud tổng hợp, thì chúng sẽ tổng hợp trước dữ liệu, thực hiện phân tích cục bộ và đồng bộ hóa dữ liệu với đám mây. Điều này không chỉ làm giảm lưu lượng mạng mà còn giúp tăng năng suất. Thứ tư là kinh nghiệm phát triển nhanh, linh hoạt. Thứ năm là dữ liệu chuỗi thời gian đơn giản hóa. Thì với sự hỗ trợ dữ liệu chuỗi thời gian gốc trong MongoDB 5.0, chúng ta có thể nhập và truy vấn xử lý chuỗi thời gian một cách dễ dàng, giúp giảm độ phức tạp và tăng tốc thời gian phát triển. Thứ sáu là RealSync, độ tin cậy khi bị ngắt kết nối. RealSync có thể đảm bảo rằng không có gì bị mất ngay cả khi không có kết nối. Tiếp theo là Control Flow của hệ thống. Thì đầu tiên, hệ thống sẽ nhận diện khuôn mặt người đưa vào camera. Nếu người này là người quen thì cửa sẽ mở, đồng thời hệ thống sẽ cập nhật lịch sử trên database. Ngược lại, nếu là người lạ thì hệ thống sẽ gửi mail tự động đến admin, thông báo cho admin biết là có người lạ đến. Admin sẽ click vào link mà mail đã cung cấp, rồi sẽ phản hồi bằng cách chọn đồng ý hoặc là từ chối. Nếu chọn đồng ý thì cửa sẽ được mở, hệ thống sẽ cập nhật lịch sử. Ngược lại, nếu không thì cửa vẫn sẽ đóng và hệ thống cập nhật lịch sử. Đánh giá độ tin cậy của hệ thống nhận diện. Thì để đánh giá độ tin cậy, tính chính xác của hệ thống nhận diện phụ thuộc vào lượng hình ảnh chúng ta sử dụng để training trong project lần này. Chúng em sử dụng bộ dữ liệu dataset của 100 người và thực hiện tính toán độ chính xác của hệ thống nhận diện khi mà số lượng ảnh chúng để training tăng dần. Chúng em sẽ sử dụng một người, sau đó sẽ nhận diện và so sánh với những người còn lại trong tập dataset. Chúng em dùng công thức như sau là TP cộng TN chia cho total. Trong đó TP là true positive, số người mà hệ thống nhận diện được ra người đạt được chọn. TN true negative là số người mà hệ thống nhận diện được mà khác người được chọn. Thì sau khi thực hiện tính toán, chúng em thu được kết quả là lớn hơn 80% và tăng dần theo số lượng ảnh dùng để training. Tiếp theo là phần tổng kết và quá trình làm việc và Hà Duy Anh. Tiếp theo là phần tổng kết và quá trình làm việc. Thì trong quá trình làm việc thì ngày 1 tháng 11, bọn em đã hoàn thành mô hình nhận diện khuôn mặt sử dụng OpenCV và Python. Ngày 20 tháng 11, chúng em đã thiết kế giao diện và yêu cầu chức năng phi chức năng cho hệ thống website. Ngày 10 tháng 12, bọn em đã kết nối giữa hệ thống nhận diện khuôn mặt và hệ thống website. Ngày 28 tháng 12, bọn em tiến hành viết báo cáo chỉnh sửa hệ thống, testing, tổng kết và suy nghĩ phương hướng phát triển cho hệ thống. Tiếp theo là phần định hướng và phát triển hệ thống. Thông qua thử nghiệm của hệ thống, nhóm đã đề xuất các phương hướng phát triển là ngăn chặn các truy cập trái phép, hạn chế tối đa lỗi của người dùng, cải thiện độ chính xác của nhận dạng khuôn mặt bằng cách sử dụng mô hình 3D để có thể nhận dạng khuôn mặt từ nhiều góc độ khác nhau, bảo mật website để tránh những hậu quả như lộ dữ liệu, thông tin quan trọng. Tổng kết, thì đến cuối giai đoạn này, hệ thống mà nhóm đã xây dựng đã có thể hoạt động được bình thường và hoàn thành một số tính năng cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn có một số chức năng chưa được thực hiện do hạn chế về thời gian, cũng như là kiến thức chưa được khám phá. Thì quá trình làm việc của nhóm có một số thuận lợi nhưng vẫn còn một số nhiều hạn chế. Thông qua việc khắc phục, nhóm đã nhận được nhiều kiến thức và nhiều kinh nghiệm quý báu. Và nhóm xin cảm ơn sự hướng dẫn của thầy Bình để thực hiện hệ thống. Cảm ơn thầy và cô đã lắng nghe. Anh chào thầy, em là Nguyễn Công Thành, mà số sinh viên 1915114. Sau đây em sẽ quay video mô phỏng đồ án thiết kế luận lý của nhóm em. Thì để thực hiện chạy hệ thống này thì chúng ta phải có hai terminal chạy song song với nhau. Thứ nhất, một cái terminal dùng để chạy cái trình duyệt web, đều chạy ứng dụng web ở cái thư mục face recognition. Và cái thư mục thứ hai là dùng để chạy cái nhận diện khuôn mặt. Để chạy ứng dụng web thì chúng ta sử dụng câu lệnh NoBam Run Start. Đẹp. Và đợi một tí thì cái web nó sẽ được chạy. Và cái trường hợp thứ hai là cái thứ hai dùng để chạy ứng dụng web thì chúng ta sẽ chạy là py.physics.py. Rồi,
Đầu tiên thì em xin demo cái trường hợp là nhận diện khuôn mặt của một người lạ để mở cửa. Thì lúc này thì cái terminal sẽ hiện lên. Và đây là một người lạ. Và đây nó sẽ báo cái là Who are you? Và chúng ta sẽ bắt đầu gửi email để thông báo cho cả người chủ nhà. Và em sẽ check email. Đây là một cái email mới gửi ở đây là không vụt trước vào, và nó thông báo là một cái phát hiện một cái làm muốn truy cập vào, muốn vào nhà bạn ở thời gian này. Và chúng ta sẽ click here là chúng nó sẽ dẫn đến cái trang web của tụi em để mà xem thông tin chi tiết. Thì em nói luôn là cái trang web của tụi em là đây là cái giao diện trang chủ, gồm có một số thông tin về cá nhân, một cái trang chủ cho những người lạ đăng nhập. Ở đây là một số thông tin giới thiệu về cái data của tụi em. Và đây là những cái số liệu thống kê mà tụi em sẽ thống kê và ra vào trong ngày. Thì hoàn thành là có một cái biểu đồ xác suất nhận diện thì nó tỷ lệ chính xác. Và đây là các thành viên trong nhóm. Thế nên tụi em có một cái video ngắn để mô phỏng. Video này có tiếng luôn ạ. Rồi, tiếp theo thì để người chủ nhà có thể chấp nhận hoặc từ chối thì người chủ nhà có thể đăng nhập. Ở đây tại vì lần đầu tiên nên chúng ta đăng nhập, còn lần thứ hai thì chúng em đã có luôn một cái cookie. Thì chủ nhà chỉ cần bấm click here thì nó sẽ dẫn đến vào trang luôn, chứ không cần là phải đăng nhập nữa. Ở đây em tài khoản mặc định là admin. Em đã set sẵn rồi ạ. Rồi, ở đây chúng ta có thể thấy là có một cái trang đầu tiên là confirm strangers. Thì đây là sẽ hiện người lạ. Cái này là em đã quẹt một cái người lạ ở đây. Thì nó sẽ hiện lên đây là một cái thông tin thời gian hình ảnh, tại vì người lạ thì không có tên nên và nó sẽ được là new file. Và ở đây thì ví dụ trường hợp này chúng em sẽ chấp nhận người này chừng này vào nhà thì em sẽ bấm confirm. Và lúc confirm thì trang chủ này lại trở về là bình thường. Và ở bên web của em thì nó sẽ hiện lên cái thông báo là door open. Và nếu như một lần nữa em thực hiện quẹt lại người lạ này muốn vào lần nữa, tức là một cái trường hợp người lạ thứ hai, thì nó vẫn gửi cái request tương tự. Tại vì dùng điện thoại nên là nó nhận dạng nó hơi nó có vấn đề là một chút. Và đây nó cùng xác minh là who are you là một người lạ tiếp, thì nó cũng thể đến gửi email tiếp theo. Và đây một cái email mới. Ở cái trường hợp này thì chúng em sẽ từ chối người đó đi, hiện lên và chúng em sẽ từ chối, thời gian nó sẽ khác nhau. Rồi thì nó sẽ là close là nó sẽ từ chỗ người lạ đó vào. Thì ở đây thì cái người lạ thì sẽ được lưu vào cái lịch sử là ra vào của ngôi nhà. Đấy là hai người lạ mới em mới thấy vào ở đây lúc 11 giờ và lúc 11 giờ 02. Ở đây sẽ có hình nền, hình nền người này sẽ được accept ở đây và người này sẽ là không được accept. Quá trình quét của tụi em thì tụi em thực hiện trong vòng 3 đến 5 giây để nó sẽ có thể bắt được cái chính xác cái khuôn mặt hơn. Và tiếp theo thì em sẽ thực hiện hiện thực một cái người quen, tức là database rồi là có sẵn trên server em đã tạo sẵn, chứ em sẽ quét mặt của em. Đây, nó là bảo là successfully, tức là người quen này thì mặc định nó sẽ được mở cửa. Và cùng tương tự như vậy, ở cái trang web thì nó sẽ lưu lại một cái lịch sử là người quen nguyên công thành là em mới được vào. Và đây là cái hình ảnh. Rồi, còn cái trường hợp là vừa là vừa quen như thế nào? Đây, vừa là quen nó sẽ bảo là successfully, tại vì có một người quen thì nó sẽ bảo là successfully và nó sẽ mở cửa.
Và đây là cái vừa là vừa quên. À, lúc này em đã hạ điện thoại xuống nên là không thấy cái screenshot cuối cùng, nhưng mà nó vẫn lưu lên là quen, nó sẽ lưu vào đây và lúc không cũng vừa 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 vào đây. Và rồi thì đó là ba trường hợp mà điển hình. Còn trường hợp nhóm người quen, nhóm người lạ thì nó cũng tương tự, nhưng tại vì cái điều kiện như là điện thoại hay điện của em không đáp ứng đủ cái số lượng lớn nên em demo những cái mô hình chung. Thì sau cái camera của em thiết kế là nó sẽ quét liên tục, khi mà người lạ quét xong thì nó sẽ nhận phản hồi và quét liên tục, tại vì hệ thống nhân viên mở cửa thì camera này không mất công mình phải khởi động lại nhiều lần. Rồi em sẽ dừng người của em và dừng lại cái demo. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về các tính năng trong web của em. Và đây là các tính năng thông tin người, thông tin user, tức là thông tin những cái account sẽ được đăng nhập vào hệ thống. Ở đây em sẽ có bộ account, đây là cả account admin, admin lúc nãy mình đã vào bằng account này. Thì ở đây em cũng có chỉnh sửa là username và password. Password thì em sẽ dùng cái bscript và hashing để em mã hóa cái password này nhằm mục đích là tránh những cái kẻ gian mong muốn hack cái hệ thống của mình. Và đây ví dụ em sẽ thêm một cái user mới là đồ ăn thiết kế đồ lý thì đây nó hết hết thì nó sẽ vào đây. Em cũng có thể chỉnh sửa là mật khẩu mới là ABC, hoặc là em cũng có thể là xóa nó luôn vẫn đều được, tại vì mình đang quên admin thì tất cả mọi thứ đều được. Thứ hai là cái này là lịch sử người quen. Ví dụ người quen Nguyễn Công Thành đã ra vào nhà bao nhiêu lần, vào thời gian nào thì em chỉ cần bấm cái thao tác này thì nó sẽ có nhận diện được tất cả cái mốc thời gian mà em đã vào ra nhà. Và khi em bấm đấy thì có sẽ có hover hình. Đây là lúc này em có một người quen, em là người quen và Obama là người lạ thì đó sẽ được mở cửa và nó cũng lưu là cái trạng thái này. Còn đây là tất cả các lịch sử như thế này em đã nói. Và đây là cái thống kê, thì thống kê đây là tổng số lượt ra vào của trong nhà là ngày 12 là 12 lượt và tổng số lượt ra vào cũng là 12. Đây là tổng số lượt ra và tổng số lượt vào. Và đây là số phần trăm, thì cái trường hợp hiện tại của em là đáng có số lượt ra vào của người lạ và người quen thì nó đều như nhau và đều là 6. Và đây, ở đây tụi em đã có phát triển thêm một cái thống kê là trục OX là số lượng hình nền và trục OY là số lượng phần trăm. Thì nếu như mà cái số lượng hình nền nó càng lớn thì có đôi thì em nhận thấy rằng là số lượng hình nền càng lớn thì cái số lượng chính xác khi mình quét mặt sẽ là càng cao. Và cái đấy là cái đồ thị mà tổng số lượt ra vào trong tuần theo từng ngày, tại vì cái database của em mới hiện thực nên là cái đồ thị này là có đơn giản, nhưng mà khi mình hiện thực trong một thời gian dài thì cái đồ thị này sẽ có phức tạp hơn và nó sẽ đầy đủ hơn. Rồi cái web của em cũng có phát triển thêm là cả chế độ sáng và tối, nó tùy thuộc vào những nhu cầu của từng mỗi người đó. Và cái database thì tụi em sử dụng cái MongoDB để sử dụng chúng cho cả ba thành viên, nó sẽ lưu lại tất cả. Và chi tiết thì em đã có mô phỏng sẵn hay là trình bày đầy đủ ở trong cái báo cáo của tụi em. Rồi thì đó là toàn bộ phần demo của nhóm em xin cảm ơn thầy và chúc thầy có một ngày làm việc hiệu quả. Em xin hết ạ, em chào thầy ạ.